Theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4, vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông, thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ít mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt khu vực Hà Nội cao nhất ban ngày khoảng từ 34 đến 37 độ, ban đêm từ 24 đến 27 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 13 giờ đến 15 giờ hàng ngày. Dự báo ở phía Đông Bắc Bộ trong đó gồm thủ đô Hà Nội, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4 tháng 4. Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt nắng nóng này, khoảng từ ngày 5 tháng 4, do ảnh hưởng không khí lạnh nến danh áp thấp, nên ở miền Bắc và Trung Bộ có mưa rông, nắng nóng kết thúc. Đối với thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới, có thể bao gồm trong phần phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, nhiệt độ tăng dần, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 4, xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng từ 23 đến 27 độ. Từ khoảng ngày 5 tháng 4, Hà Nội đón không khí lạnh. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.